12 loại cây làm sạch không khí trong nhà. Trồng cây trong nhà không chỉ làm đẹp cho ngôi nhà của bạn. Và giờ bạn muốn tìm các loại cây trồng thanh lọc không khí trong nhà hiệu quả như thường xuân, lan ý, trầu bà để trồng trong nhà. Những loại cây cảnh như vậy có tác dụng rất tốt, cũng như còn có khả năng thanh lọc không khí, hấp thụ chất ô nhiễm trong môi trường sống, đem lại không gian sống trong lành, khỏe mạnh cho gia đình bạn. Việc trải thảm hay sơn tường đều có thể tạo ra các hóa chất gây ô nhiễm không khí trong nhà bạn. May mắn thay, một số cây trồng trong nhà có thể giúp bạn lọc không khí hiệu quả. Tiến sĩ khoa học môi trường Bill Wong Verton khuyên bạn nên trồng thật nhiều cây trong nhà, nên có ít 2 chậu cây, chu vi khoảng 25-30cm, trong diện tích khoảng 30m2. Một lưu ý là bạn đừng bao giờ tưới quá nhiều nước, vì độ ẩm của đất có thể khiến nấm mốc phát triển. Dưới đây là 10 cây bạn nên trồng trong nhà. Theo phân tích của Bill Wolverton trong cuốn sách Where You Can Live. 1. Cây thường xuân. Loại cây dây leo này phát triển mạnh trong không gian nhỏ. Nó cũng phát triển tốt ở trong phòng, có cửa sổ hay nắng nhạt. Tán lá rậm rạp của thường xuân hấp thụ rất tốt phóc mon, một trong những chất gây ô nhiễm không khí trong nhà phổ biến nhất. Vốn được sử dụng nhiều trong các vật liệu như gỗ dán, thảm, xốp cách điện và nhựa gỗ. Các vật liệu này có thể thải ra phóc mon rất chậm theo thời gian. Hít thở phải phóc mon ở nồng độ cao có thể gây ra các kích thích mắt, làm chảy nước mắt và đau đầu, nóng trong cổ họng, khó thở và ung thư. 2. Lan ý, còn gọi là hệ hòa bình. Đây là cây xứ nóng, thân thảo, thích nghi với môi trường có ít ánh sáng, nhưng đòi hỏi phải tưới nước thường xuyên và độc hại cho vật nuôi. Cụm hoa có một màu trắng dày, trên cành thẳng đứng, trông rất kiêu sa. Lan ý thích hợp trồng trong chậu nhỏ trong nhà, văn phòng hay bồn ngồi hiên, sảnh. Cây có thể lọc được benzene, VOC, một chất gây ung thư, có nhiều trong sơn, sáp đánh bóng đồ nội thất. Nó cũng trung hòa các chất vốn được phát ra từ thiết bị điện tử, chất cây dính và chất tẩy rửa. 3. Cây trúc mây, còn gọi là mặt cật hay hèo quạt. Cây dễ trồng, đẹp mắt, cao 1-2m, gốc có nhiều rễ phụ và chồi bên, thân nhẵn, đốt đều đặn, mang nhiều bẹ khô do lá rụng để lại. Cây ưa sáng, hoặc chịu bóng bán phần, thích hợp làm cây trồng nội thất. Giai đoạn này còn nhỏ, đòi hỏi phải che bóng. Đất thoát nước tốt, nhu cầu nước trung bình. Cây lọc tốt ammonia, một chất rất hại cho hệ hô hấp, vốn là thành phần chính trong chất tẩy rửa, dệt may và thuốc nhuộm. 4. Cây dương sĩ Mỹ. Loại cây này phù hợp với giỏ treo trong nhà. Nó được coi là một trong những máy lọc không khí hiệu quả nhất, nhưng nhu cầu về độ ẩm khá cao. Cây hoạt động đặc biệt tốt trong việc loại bỏ phóc mon. Một số nghiên cứu cũng cho thấy nó có thể lọc bỏ kim loại độc hại như thủy ngân và arsen. 5. Cây lưỡi hổ. Loại cây này phát triển mạnh trong ánh sáng thấp. Vào ban đêm, nó hấp thụ carbon dioxide, CO2 và giải phóng oxy, một sự đảo ngược của quá trình tổng hợp oxy của hầu hết các loại cây. Hãy đặt một chậu gồm 2 cây trong phòng ngủ của bạn để tăng oxy trong khi bạn ngủ. Ngoài ra, bạn cũng nên đặt cây này trong phòng có nhiều máy in, máy tính. Ngoài việc làm giảm carbon dioxide, cây lưỡi hổ còn làm giảm phóc mon, benzen trong không khí. 6. Cây trầu bà, còn gọi hòn tam diệp, thiết mộc lan. Là loại cây leo rất dễ trồng, lá hình tim, xanh thẫm, có gân màu vàng hay màu kem. Có thể để bình cây leo ở góc phòng hoặc treo những chậu cây nhỏ gần cửa sổ. Chúng sẽ làm căn phòng sinh động và tự nhiên hơn rất nhiều, giống như nhiều cây dây leo khác. Trầu bà khắc phục tình trạng có khí mon, carbon monoxide và benzen trong nhà. 7. Cây thu hải đường trường sinh. Đặt trong một khu vực có ánh sáng mặt trời phong phú, cây sẽ ra những cụm hoa trắng, hồng, đỏ rất đẹp mắt. Cây cần môi trường sinh sống được tưới tiêu nước tốt, có độ ẩm cao, cây có thể lọc tốt benzen và các hóa chất được sinh ra bởi tulone.
vốn có trong một số loại sáp và chất cây chín. Tolone chủ yếu được dùng làm dung môi, hòa tan nhiều loại vật liệu như sơn, các loại nhựa tạo màn cho sơn, mực in, chất hóa học, cao su, chất cây chín. Tiếp xúc với Tolone trong thời gian đủ dài có thể bị bệnh ung thư. 8. Phát dụ mãn, còn gọi là phát dụ trúc, hồng phát tài, huyết giáp. Cây vùng nhiệt đới, thân cọt mảnh, cao, phân nhánh ít, nhỏ, lá tập trung ở đầu cành, dạng thuôn hẹp hình dải, cây ưa sáng hoặc chịu bóng bàn. Phần thích hợp làm cây trang trí nội thất, nhu cầu nước trung bình, phù hợp với căn phòng có trần nhà cao và ánh sáng mặt trời vừa phải. Loại cây này có thể lọc các loại khí silen. Formate dihedri vốn có nhiều trong các sản phẩm sơn mài, sơn dầu và chống thấm. Cây dây nhạn, loại cây này thường có thân dài, cuối thân dày điểm hoa trắng, nhỏ hình ngôi sao, có giống lá xanh tuyền hay lá xanh sọc trắng. Chỉ cần tưới khi nào đất gần khô. Cây ưa bóng râm vừa hay ngoài nắng. Đây là một chọn lựa tốt cho người mới làm vườn. Đặt một chậu cây trên bệ hay treo một giỏ ngoài cửa sổ đầy nắng. Cây sẽ giúp bạn lọc phóc mon, benzen phân tử trong không khí. 10. Cây lô hội, còn gọi là nha đam. Cây phát triển nhanh, chịu được khô, nóng và ưa sáng. Lô hội có thể bày trên bàn làm việc, bệ cửa, bàn nước. Rất quen thuộc với các quý bà, quý cô vì lô hội là một sản phẩm làm đẹp và làn da rất kỳ diệu. Nếu bị bỏng hay quầng thâm quanh mắt, bạn có thể lấy ngay cành cắt ra, xoa vào rất có hiệu quả. Mặt khác, lô hội hấp thu tốt khí carbonic và nhả oxy về đêm, nên thích hợp đặt trong phòng ngủ hay phòng làm việc thiếu ánh sáng ngày. 11. Đa búp đỏ, thanh lọc không khí, cung cấp oxy. Đa búp đỏ cũng là loại cây có tác dụng thanh lọc không khí rất tốt. Cây cực kỳ dễ trồng, có thể dễ dàng sinh sôi trong môi trường nhiệt độ thấp và thiếu ánh sáng. Trồng đa búp đỏ, bạn có thể giúp môi trường sống của mình trở nên trong lành hơn nhiều mà không cần quá tốn công chăm sóc cho cây. 12. Trồng cây cọ lá tre trong phòng giúp điều hòa không khí. Cọ lá tre đã được các nhà khoa học của NASA đánh giá là một trong những loại cây cảnh có tác dụng điều hòa không khí tốt nhất. Loại cây này có khả năng đặc biệt loại bỏ benzen và lượng trichloroethylene trong không khí. Cọ lá tre nên được trồng ở nơi bóng râm và cần nhiều nước. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Tiết lộ ít biết về loại quả được mệnh danh nữ hoàng trái cây. Sơn tra được coi là vị thuốc quý giá do thiên nhiên ban tặng con người. Đây còn là vật cống tiến và được mệnh danh là nữ hoàng trái cây. Sơn tra có hai loại hình dạng tròn và dài. Quả tròn nhiều hột, thịt quả mỏng mềm, có màu trắng hạt vàng nhạt, có vị ngọt. Loại này vỏ mỏng, dễ lọt. Đối với những loại quả hình dài thường có màu đỏ, thịt quả thường có màu cam hoặc màu cà rốt, chứa hàm lượng carotin cao. Loại quả này vỏ dày, thịt cứng có vị chua. Trong đông y, sơn tra có tác dụng nhuận phổi, ngừa đàm rất tốt. Vì thế, khi bị ho, có thể sử dụng sơn tra làm vị thuốc chữa ho hiệu quả. Ăn sơn tra thường xuyên có thể ngăn ngừa sự tấn công của virus, phòng được các bệnh cảm cúm khi giao mùa. Sơn tra giàu carotin, vitamin D, kali nên tốt cho thị lực, làm mềm mức da, khống chế huyết áp tốt. Sơn tra giàu axit malic, axit citric và axit hữu cơ khác. Nên đối với những người biếng ăn, sơn tra chính là vị thuốc kích thích ăn uống tuyệt vời, giúp tăng cường bài tiết tiêu hóa, kích thích thèm ăn và giúp ăn uống ngon miệng hơn. Có thể ăn trực tiếp hoặc dùng quả xắt thành nước uống. Tuy là vị thuốc quý, nhưng khi dùng cũng cần đặc biệt lưu ý. Không được ngâm sơn tra với rượu, nếu không, carotin sẽ bị chuyển hóa, tấn công tế bào gây bất lợi cho sức khỏe. Không dùng sơn tra với tiểu mạch, bởi tiểu mạch kiện tỳ, ngăn ngừa tiết lỵ, ích thận, trị mồ hôi, giải nhiệt. Nhưng nếu ăn kèm với sơn tra, dễ khiến sinh đờm. Ngoài ra, những người phổi hư cũng không thích hợp ăn sơn tra bởi sẽ ảnh hưởng xấu. Nếu ăn phải sơn tra chưa chín, không chỉ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe mà còn có thể gây tiêu chảy.
Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Uống cốc nước này vào, gan nhiễm mỡ nặng cỡ nào cũng hết bay hết biến. Theo y học phương Đông, vỏ bưởi có vị đắng cay, tính không độc, thông lợi và trừ đờm táo thất, hoạt huyết và giảm đau, trị trần phong và tiêu phù thủng. Nếu chúng ta chỉ lấy lớp vỏ xanh thì có tác dụng trừ phong, tiêu đờm, giảm đau dạ dày, đầy bụng, ăn uống không tiêu hoặc ho. Các hoạt chất có trong vỏ bưởi có tác dụng làm giảm mỡ trong máu, làm giảm tình trạng gan nhiễm mỡ. Ngoài tác dụng làm đẹp tóc, nhiều người bị hói, tóc thưa, rụng nhiều tóc thì người ta khắc phục tình trạng này bằng cách dùng tinh dầu vỏ bưởi. Hạt nấu nước uống có tác dụng kích thích lỗ chân lông, phòng trị bệnh hói hay rụng tóc, khiến tóc dài và đẹp lên trông thấy. Cách làm này mang lại hiệu quả đặc biệt đối với hiện tượng rụng tóc ở các bà mẹ sau khi sinh. Theo y học Đông Phương, vỏ bưởi có vị đắng cay, tính không độc, thông lợi và trừ đờm táo thất, hoạt huyết và giảm đau, trị tràn phong và tiêu phù thủng. Trị gan nhiễm mỡ. Bỏ lớp cùi trắng, lấy lớp vỏ vàng, thái nhỏ, phơi khô hạt sao vàng. Mỗi lần dùng 50g, sắc kỹ lấy nước uống trong ngày. Trường hợp không có vỏ bưởi, có thể thay bằng vỏ cam, vỏ quýt và cách làm này cũng tương tự. Ngoài ra, có thể dùng lá sen, hà diệp, sơn tra, táo mèo. Sắc uống cũng có tác dụng tốt để chữa gan nhiễm mỡ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Nghiền nát 10 viên vitamin B1 để trộn với thứ này rồi chà lên người. Da cứ thế trắng nõn mà không lo bắt nắng hay đen trở lại. Hè đến rồi, nếu muốn có làn da trắng hồng mà không bắt nắng thì đừng bỏ qua công thức này nhé. Nếu bạn muốn có một làn da trắng mịn mà không tốn nhiều thời gian hay tiền bạc đến spa hay mỹ phẩm đắt tiền thì đừng bỏ qua vitamin B1 nhé. Đây là loại vitamin có rất nhiều công dụng làm đẹp như kích thích tóc mọc nhanh, trị mụn bọc và tẩy trắng da. Thực tế, đã có rất nhiều người sử dụng công thức dưỡng trắng da bằng vitamin B1 và nhận thấy rằng phương pháp này mang đến hiệu quả rõ rệt mà lại an toàn, không hề gây kích ứng hay tác dụng phụ. Chính vì thế, các bạn hãy tham khảo ngay công thức dưới đây để dưỡng trắng da. Chuẩn bị nguyên liệu: 10 viên vitamin B1, 1 quả trứng gà, 3 thìa cà phê dầu dừa, có thể thay thế bằng dầu ô liu, 20g đường trắng, một chút nước ấm. Cách làm và sử dụng: mua một lọ vitamin B1 để dùng dần, mỗi lần lấy 10 viên cho vào chén nhỏ, thêm chút nước ấm để các viên vitamin mềm ra thì dùng thìa nghiền nát. Đập quả trứng gà vào chén vitamin B1, thêm dầu dừa, đường cát rồi trộn thành hỗn hợp sền sệt. Để sử dụng hiệu quả, đầu tiên bạn hãy tắm qua với nước ấm và dùng kem tẩy da chết để loại bỏ tế bào da già, giúp làn da sạch, thông thoáng, dễ dàng hấp thụ các dưỡng chất. Chú ý chỉ tẩy da chết một lần mỗi tuần để không ảnh hưởng đến da. Nếu ở nhà không có kem tẩy da chết, hãy thay thế bằng hỗn hợp đường, mật ong để sử dụng vì chúng mang đến hiệu quả tương tự. Tiếp đến, lấy hỗn hợp vitamin B1 đã chuẩn bị để thoa đều lên người. Massage nhẹ nhàng và chà thật nhiều tại vùng da cứng đầu như khuỷu tay, đầu gối. Lưu hỗn hợp khoảng 20 phút để dưỡng chất thẩm thấu vào da, phát huy tác dụng, rồi tắm lại với nước mát. Cuối cùng, lau khô người và thoa kem dưỡng ẩm. Áp dụng công thức này mỗi ngày trong tuần đầu tiên, sang tuần tiếp theo thì giảm dần còn 2-3 lần. Chỉ một thời gian sau, làn da trắng sáng, mịn màng và không đen trở lại.